Trong đêm nay và sáng mai, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, sáng có sương mù nhẹ, nên nhiệt đêm và sáng chưa có nhiều biến động. Thấp nhất đêm nay và sáng sớm ngày mai ở vùng núi phía Bắc, nhiệt độ duy trì trong khoảng 11 đến 13 độ. Tại khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 16 độ. Sau đó, đến trưa và chiều mai, khí lạnh sẽ bổ sung thêm. Dưới tác động của sóng lạnh mới này, lớp mây ẩm dày ở miền Bắc giãn mỏng hơn và đôi lúc hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, do gió Đông Bắc vẫn đem khí lạnh tới, nên dù có nắng nhưng nhiệt độ ngày mai ở Bắc Bộ sẽ không cao. Ở vùng núi, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 16 đến 17 độ. Trong khi đó, ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, mức nhiệt cao nhất ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 18 đến 20 độ. Dưới tác động của khối lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai, tại các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho tới Quảng Ngãi sẽ là những vùng có mưa ở nhiều nơi. Tuy nhiên, do không xuất hiện thành phần gió đông nên ít khả năng xảy ra mưa to. Ngoài mưa có xu hướng gia tăng trở lại thì nền nhiệt ngày mai ở miền Trung cũng có xu hướng giảm. Cao nhất ngày mai ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là từ 18 tới 20 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày mai nhiệt độ cao từ 27 đến 31 độ. Trong khi Bắc Bộ trời rét, miền Trung trời mưa thì ở miền Nam lại đang trong những ngày tạnh ráo. Trong đêm nay và cả ngày mai, ở Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ chỉ còn có mưa ở một vài nơi, ngày trời có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày mai duy trì từ 32 đến 33 độ. Trên biển, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ suốt dọc từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau, đồng loạt có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, sóng biển cao từ 3 tới 4 mét. Khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét khiến cho biển động.